Croatia có trận ra quân thất vọng trước đội tuyển Maroc. Đương kim Á quân thế giới gần như không tạo ra dấu ấn về lối chơi trước đối thủ. Thế hệ thành công ở World Cup 2018 hầu hết đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Gần như trái ngược với đối thủ tiếp theo, đội tuyển Canada lại có cho mình những cầu thủ giàu sức trẻ nhưng cũng vô cùng chất lượng. Sức trẻ của các cầu thủ Canada đã gây muôn vàn khó khăn cho Bỉ. Hai đội chưa lần nào gặp nhau trước đây. Phong độ 5 trận gần nhất của Croatia là rất tốt khi có đến 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi đó Canada có 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Cùng điểm qua các cầu thủ nổi bật của hai đội. Luka Modric, tiền vệ 37 tuổi vẫn là linh hồn của lối chơi khi liên tiếp có những tình huống xử lý bóng và thoát pressing đẳng cấp trong trận gặp Maroc. Tuy nhiên, việc Croatia phụ thuộc quá nhiều vào Modric và một mình tiền vệ Real Madrid là không đủ để giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng. Đang phổ rộ, David World Cup bắt đầu với cầu thủ chạy cánh 22 tuổi khi đá hỏng quả phạt đền trong trận gặp tuyển Bỉ. Kinh nghiệm là điều Davis đang tích lũy từng trận đấu khi đây là lần đầu tiên anh được góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Cả hai đội sẽ có lực lượng mạnh nhất trước khi ra sân. Croatia dự kiến ra sân với sơ đồ 4-3-3 trong khi Canada sẽ ra quân với sơ đồ 3 hậu vệ 3-4-3. Siêu máy tính 538 dự đoán cơ hội giành chiến thắng đội tuyển Croatia là 41%, Canada là 29%, xác suất hòa của hai đội là 30%. Croatia đối đầu Canada vào lúc 23 giờ ngày 27 tháng 11 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2022 tại Qatar. Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 11 giờ ngày 18 tháng 11. Thời điểm đó nhà cái để kèo handicap ở mức 0.3/4, theo cửa trên bỏ 0.95, chọn cửa dưới ăn 0.85. Cán cân thị trường trước giờ bóng lăn đang cho thấy rõ xu hướng nghiêng về phía Croatia. Minh chứng thể hiện qua việc nhà cái đổi kèo handicap chính từ 0.3/4 sang mức 0.1/4 vào thời điểm 4 giờ 20 phút ngày 24 tháng 11, theo cửa trên ăn 0.86, chọn cửa dưới bỏ 0.93. Sau đó lợi nhuận cửa Croatia trừ 1/4 biến động theo hướng giảm.